Thưa quý vị, trong giai đoạn 2011-2014, đất nền Hoài Đức từng lên cơn sốt trước thông tin huyện này sắp lên quận. Thời điểm đó, giá một lô đất bình thường được Cò Đất thổi lên đến từ 40 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, ngay sau khi cơn sốt hạ nhiệt thì giá đất nền tại đây rơi tự do, chỉ còn khoảng từ 10 đến 15 triệu đồng một mét vuông, khiến nhiều người lỡ ôm đất có một phen lao đao. Vào cuối năm 2018, thị trường đất nền khu vực này một lần nữa xôn xao trước thông tin Hoài Đức sẽ lên quận vào năm 2020. Một câu hỏi được đặt ra rằng liệu kịch bản của 8 năm trước có còn lặp lại? Và để trả lời cho câu hỏi này thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên Invest TV. Ngôi nhà 3 tầng này được gia đình anh Khoa Trạm Trồi Hoài Đức thuê cách đây 2 năm dùng để kinh doanh. Anh chia sẻ, sau khi có thông tin Hoài Đức sẽ lên quận năm 2020, giá trị bất động sản tại đây cũng đã tăng lên đáng kể. Dao động khoảng 120 đến 130 mét vuông. Thật ra về cái đất mặt đường này thì cái giá của nó cũng vô cùng lắm. Còn cái về cái đất dịch vụ ấy, đất dịch vụ thì nó dao động nhiều hơn. 130 triệu mét vuông. Chỗ mà có sổ đỏ thì được 5-60 triệu, không có sổ đỏ thì 2-30 triệu. Từ lúc mà thông tin lên quận này, lên mặt đường 3 này, lên tầm khoảng 2-30 triệu mét. Anh Khoa cũng chia sẻ, đất ở khu vực này chủ yếu là đất dịch vụ, mặc dù có nhiều người đến hỏi mua nhưng số lượng bán lại rất ít và chưa được cấp số nhà cụ thể. Phần đất dịch vụ người dân cũng chưa được cấp, mặc dù đã hoàn thành cơ bản về thủ tục. Tại vì bên bọn anh là còn cái đất dịch vụ ấy, cái đất dịch vụ thì là bây giờ là đương bảo để cấp giả dân ấy, nhưng mà huyện Hoài Đức cũng đương để cấp dịch vụ của giả dân thị trấn bọn anh, nhưng mà cũng lâu cũng không thấy cấp, nhưng mà thấy bảo đợt này cấp thì cứ thấy có đất cái là cái người mua đất ấy, người ta cần là thực tế để người ta xây nhà luôn thì người ta lại mua nhiều hơn, thì nhu cầu nhiều hơn thì đất tự nó dao động cao lên và cũng không còn đất mới để bán nữa. Xong tối này thu hoạch người ta để cho dân ra ở thôi. Bây giờ là độ 25 triệu một mét vuông. Trước chưa có thì chỉ có 15 triệu thôi. 10 triệu, 15 triệu. Thế là nó cao gấp khoảng bao nhiêu lần? Khoảng chưa gấp đôi. Ở đây chưa có số nhà, quy hoạch rồi, gấp phiếu, gấp biết hết rồi nhưng vẫn chưa được cấp. Cùng với việc gia tăng giá đất, các khu đô thị bị bỏ hoang nhiều năm tại Hoài Đức như là Lideco, HUD Vân Canh cũng đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Theo người dân, chủ đầu tư tại các khu đô thị này đang tiến hành công tác di tu, sửa chữa các công trình, một số nơi đã bắt đầu có giao dịch trở lại. Bây giờ khối người ta đang mua đấy, chuẩn bị đang mua đấy. Cũng chỉ độ 3 tỷ một đấy thôi, một ô thôi. Cái đấy bây giờ hình như là thấy đang ra bán có 25-30 triệu một mét vuông. Tùy, ô căn 200 mét, 300 mét. Bây giờ chắc phải 6-7 tỷ đấy. Cùng với việc quy hoạch các tuyến đường vành đai 3,5 và vành đai 4, thông tin Hoài Đức lên quận sẽ là bước tiến lớn trong quá trình đô thị hóa, giúp thị trường bất động sản có những chuyển biến mạnh mẽ. Do đó, nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào khả năng tăng giá phân khúc đất nền khu vực Hoài Đức trong năm 2019. Tuy nhiên, mức độ và khả năng tăng giá còn phụ thuộc vào vị trí địa lý cũng như hạ tầng, tiện ích của địa phương và diện tích, phong thủy của lô đất. Hơn nữa, đây mới chỉ là sự thay đổi hành chính, địa danh. Một khu vực để chuyển từ xã lên phường, huyện lên quận cần quá trình hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và phải có quy hoạch cụ thể. Do đó, giá đất không thể vì thế mà tăng một sớm một chiều. Có thể thấy, việc giá trị bất động sản khu vực Hoài Đức đang gia tăng là có thực. Song, trước đà tăng như hiện nay, người dân cũng cần chú ý trước khi quyết định đầu tư để tránh gặp phải những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt hiện nay, nhà đầu tư vào Hoài Đức chủ yếu mua đón trước hạ tầng. Trong khi đó, các trục giao thông quan trọng tại Hoài Đức như đường vành đai 3, vành đai 4 chỉ vừa mới được khởi công.